Cái việc chơi bốn ngón bây giờ đã trở nên quá là đơn giản rồi anh em ạ. Các bạn chỉ cần bỏ ra một bát phở vào buổi sáng thôi là anh em đã có thể sở hữu ngay con nút bấm chơi game GT02. Cái nút bấm này này nó rất là hay anh em nhá. Ấn vào nó cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Đó, nó có thể ấn được cả ba hướng luôn. Ví dụ anh em nào chơi game hoặc là muốn tập chơi game bốn ngón chẳng hạn, các bạn có thể cầm tay kiểu gì cũng được luôn nha. Rất là tiện ở chỗ đó các bạn. Đây, cài vào thì anh em chỉ cần đấm nó xuống thôi. Đó, con này ấy, nó bấm được cả bên trái, cả bên phải luôn, cả ở giữa luôn các bạn. Vì vậy anh em nào mà còn đang chơi hai ngón hay là ba ngón ấy mà muốn chơi bốn ngón nha, thì anh em có thể sắm ngay cho mình cái nút bấm chơi game GT02 này. Về chơi bốn ngón phải nói là cực kỳ là đơn giản luôn anh em ạ. Đó, các bạn có thể thấy này, mình ấn chỗ nào cũng được hết nhá. Mà nó rất là nhạy các bạn ơi. Ấn phát nào là ăn phát đấy, mà nó ấn cực kỳ là nhẹ luôn các bạn. Khi mà các bạn sử dụng hai cái nút bấm này, các bạn tập chơi bốn ngón chắc chỉ mất độ 10 phút thôi các bạn ơi là bán một cách ngon lành luôn rồi nhá. Vì thường thường ấy, những cái bạn chơi hai ngón, hai cái ngón tay trỏ anh em hay để ở trên ấy, bây giờ các bạn cài hai cái nút bấm vào quá là hợp lý luôn. Đó, mà giá chỉ bằng một bát phở thôi. Bắn rất là ngon luôn anh em nhá. Đó, các bạn có thể thấy này. Ấn rất là nhẹ luôn, ấn phát nào ăn phát đấy. Rồi, link của con nút bấm GT02 này mình sẽ để bên góc trái màn hình nha.